Từ lâu, Missy đã là nữ streamer đình đám hàng đầu Việt Nam với lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội. Sự tự nhiên trong cách nói chuyện lẫn biểu cảm khiến cô nàng này nhận được sự mến mộ của đông đảo khán giả thích xem livestream. Không chỉ vậy, hot streamer này còn lớn sân truyền hình khi tham gia nhiều game show và được công chúng đón nhận. Missy là gương mặt quen thuộc với các khán giả thích xem livestream. Tuy nhiên mới đây thì dân mạng nước nhà lại có dịp sửng sốt trước màn cốt play Missy siêu giống đến từ TikToker Gen Z có nickname là Nhật Bu. Anh chàng này khi đã thử cốt play Missy và được nhiều người nhận xét là giống hệt bản gốc. Cả khuyên môi và mái tóc hồng cá tính, TikToker này thực sự gây lú vì rất giống. Chuyện là anh chàng TikToker này được khán giả thách đố rằng đâu có giống chị Missy, thê là một mạng cốt play cực độc đáo đã ra đời. Nhiều khán giả cũng vô cùng sửng sốt khi chàng trai này có thể biến hóa bất ngờ đến vậy. Alo, Missy vào nhận người thân đi này. Ha ha. Xin giống hệt Missy, ngỡ ngàng luôn ý. Hôm nào Missy bận không livestream được chắc liên hệ ông này lai hộ. Thì ra Missy là con trai giả gái, bấy lâu nay mình đâu có biết. Ha ha. Gò má cao hơn xíu nữa là chuẩn luôn. Đa số dân mạng cho là quá giống với Missy nhưng một số vẫn tìm ra khuyết điểm. Được biết anh chàng Nhật Bu này còn được nhiều người mệnh danh là thánh giả gái trên TikTok Việt Nam. Hiện tại TikToker trẻ tuổi này đã sở hữu gần 800.000 người theo dõi và 13 triệu view trên nền tảng này. Ảnh internet